Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Chủ trì buổi họp là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Mai Hùng Dũng. Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm giấy phép kinh doanh số 46 f hai đăng ký lần đầu tiên ngày 9 tháng 12 năm 2015. Đăng ký thay đổi lần thứ nhất là ngày 7 tháng 9 năm 2016 do UBND thị xã, nay là thành phố Thuận An cấp. Đồng thời, quán cũng có giấy chứng nhận thẩm quyền duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 93 do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8 tháng 2 năm 2017. Đại tá Nguyễn Thành Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, dù nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, nghiêm ngặt, chặt chẽ. Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, lửa bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm cho 33 người chết. Cơ sở này được thiết kế xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.